Tôi là Thùy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Có thể thấy nhịp sống hiện đại ngày nay khiến cho chúng ta phải vội vã hơn, phải vận động nhiều hơn. Và những năm gần đây thì việc mà chúng ta gặp những cơn đau về cơ khớp thì không còn là nỗi lo của những người ở lứa tuổi trung niên nữa, mà những bạn trẻ vẫn có thể gặp phải những triệu chứng này. Và khi mà chúng ta bị đau cơ khớp thì nó khiến cho chúng ta cử động khó hơn, khiến cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi hơn và giảm năng suất lao động, cũng giảm luôn cả chất lượng cuộc sống nữa. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể cắt nhanh được các cơn đau khớp này? Thì video ngày hôm nay Nga sẽ chia sẻ đến bạn một sản phẩm mà có thể nói có tác dụng vô cùng nhanh, tức thì khiến cho bạn giảm đau cơ khớp vô cùng hiệu quả. Đó chính là sản phẩm dầu xoa bóp nóng Xinxin Hàn Quốc. Đây là một trong những sản phẩm mà Nga nghĩ rằng vô cùng thiết yếu trong gia đình. Bạn có thể nhìn thấy, nghe là dầu xoa bóp nóng nhưng mà nhìn sản phẩm thì lại vô cùng cảm thấy tươi mát, đúng không ạ? Và khi bạn sử dụng thì nó cũng không gây cảm giác nóng khó chịu, mà nó sẽ có cảm giác cũng the mát, khiến cho vùng mà chúng ta bị đau mà sử dụng sản phẩm vào cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nếu như bạn đang có những cơn đau về cơ khớp thì bạn chỉ cần sử dụng sản phẩm thoa lên vùng mình mong muốn giảm đau và xoa bóp, thì dầu xoa bóp nóng sẽ tác dụng vào vùng mà chúng ta bị đau, cắt ngay cơn đau giúp cho bạn một cách tức thì. Vâng, đây là một trong những sản phẩm mà thời gian gần đây Korea Shop nhận được vô cùng nhiều những phản hồi tích cực khi mà bệnh nhân sử dụng. Thậm chí còn có những phản hồi mà khi khách hàng gửi đến cho Korea Shop có chia sẻ rằng cảm giác như đây là một thần dược, bởi vì khi sử dụng nó làm giảm các cơn đau một cách vô cùng nhanh chóng. Chính vì vậy, nếu như bạn đang gặp những cơn đau cơ khớp vô cùng khó chịu thì chúng ta nên sử dụng sản phẩm này để giảm ngay các cơn đau đó, giúp cho tinh thần của bạn thư giãn thoải mái hơn, cơ thể không còn mệt mỏi nữa, thì công việc hay chất lượng cuộc sống của bạn cũng tốt lên. Bên cạnh đó thì bạn có thể vận động một cách nhẹ nhàng để giúp cho cơ khớp của chúng ta thoải mái hơn, thì chắc chắn rằng sản phẩm này sẽ giúp cho bạn đạt được mong muốn là không còn cảm thấy bị đau cơ khớp nữa. Ngoài ra thì sản phẩm còn có thêm những công dụng khác nữa. Nga đã có chọn bộ video về chia sẻ về sản phẩm này. Bạn có thể truy cập ngay vào trang web Korea Shop 24 giờ để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, và có thể dễ dàng đặt mua ngay tại đường link trang web mà Nga để dưới phần mô tả video này. Hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0979 149 256. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đặt hàng một cách nhanh nhất. Vâng, với cam kết là chỉ khi bạn nhận được đúng sản phẩm mà Korea Shop gửi tới bạn thì bạn mới phải trả tiền. Và nếu như bạn phát hiện hàng của chúng tôi là hàng kém chất lượng thì Korea Shop sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm cho bạn. Vâng, với cam kết chỉ bán hàng chính hãng nên Korea Shop vô cùng tự tin rằng chất lượng sản phẩm mà Korea Shop gửi tới bạn sẽ giúp cho bạn vô cùng hài lòng khi bạn sử dụng sản phẩm này. Vâng, cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.